2,5 triệu đi. Số lẻ. Các bạn ứng trước 2,5 triệu. Cô bị thoái hóa đốt sống cổ này. Và từ cái chỗ đó là nó thấp. Lên xem thôi karaoke 16 triệu đây các bác, xem qua live stream trực tiếp tối hôm qua. Rồi chúng tôi là WeWork G4000, chúng tôi là WeWork G4000, lên xem trực tiếp. Và một con đẩy đến Vandia CX7. Một con đẩy đến Vandia CX7. Đơn bộ của anh như thế này chỉ có 16 triệu thôi, và bây giờ em tặng cho các bác và anh em một đồ mic em để phía trên kia. Đây, buổi tối qua xem live stream trực tiếp nên bây giờ lên luôn, sáng sau lên luôn đây các bác. Ngay Hưng Yên đây. Thì các bác có thể đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội nghe cũng như trải nghiệm. Rồi thì đây là dòng loa đa năng. Dòng loa đa năng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Nhạc bolero, nhạc mạnh, rất là tuyệt vời. Chơi loa này chơi các thể loại nhạc. Súng WeWood 2021 này. Đó, súng này WeWood 2021. Bắt 30 mặt trước. Đây càng khép rất chắc chắn. Ở cái thời gian này là lại phong trào ở nhà nghe nhạc và hát karaoke, cấm ra đường, cấm đi la cà. Chúng ta mua những bộ karaoke gia đình thì cực kỳ là tuyệt vời. Thời gian này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke bên gia đình rất là tốt. Đấy, đang bảo bộ này mạnh quá sợ vỡ kính. Ở bên em đã ghép thêm con súp về kép 2021. Đơn vị phân phối chính thức của WeWork các anh nhé. Thì bên em đang phối ghép thêm một con súp. Tất cả các bác và anh em khi mà lấy bên em đều test trước khi gửi, như trước khi đóng hộp gửi đi tỉnh xa, hoặc là các bác và anh em lấy tại nhà. Thì bên em luôn luôn test những phẩm rất là kỹ. Riêng cấu hình như thế này chơi không gian 30-40m2 rất là thoải mái. Thì toàn bộ là công suất lớn. Đó, theo cách lấy thêm một bộ nữa. Thêm một đôi loa WeWood G2000. Ba anh em đến xem và hai bác lấy hai bộ liền, lấy hai bộ liền luôn. Lấy thêm con đích 7 và đưa loa WeWood G2000. Ba bác lấy hai bộ, một bộ G4000, bộ G2000. Đây là bộ dòng loa thế hệ mới, tất cả dòng loa đa năng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Lấy cả con này đi để nghe, ok, để xem nào, có gì nên đổi con này không anh?
các bác đã chôn hai bộ combo karaoke rồi. Rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng. Tất cả những dây tắc kết nối là bên em tặng kèm đầy đủ, các bác không phải lo nhé. Đó thì mỗi một bác lấy một bộ. Đây, đầu tiên là bộ G2000 này, Vuốt G2000 bằng vuốt gỗ này. Thứ hai là bộ Vuốt G4000. Đó, rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ. Vâng, và khách đã chốt rồi ạ. Chốt được hai bộ. Rất là cảm ơn các bác khách đã tin tưởng với hai bộ. Một nhắc lại là một bộ Vuốt G2000 màu vân gỗ này. Đó. Và một bộ Vuốt G4000. Rất là cảm ơn. Và đang phối kèm với thêm một con X7 nữa. Và toàn bộ dây rắc đi kèm và những bộ mic không dây bên em tặng. Đó. Thì đó là những sản phẩm mà bên em bao chi phí. Và một bác khách lấy thêm một con xúc Vuốt W2021 nữa. Và các bạn đang hướng dẫn đường đường đi. Thông tin chi tiết các bác có thể gọi điện theo hai số hotline và đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Thì hai ba bác khách đây đang ngồi trực tiếp tại công ty. Vâng, bên kia đó thì em còn rất là nhiều các sản phẩm khác như loa SH 1500 này, màu vân gỗ này, và những đôi loa Fender Z 9 này còn cực đẹp luôn.